Xin chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì bên em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em với dòng mic JB Bluesound S850, một trong những cái dòng mic mà tiếng cực kỳ lịnh và tiếng thanh dễ hát, đảm bảo cho tất cả ai cũng có thể sử dụng được cái dòng mic này. Và quan trọng hơn nữa là dòng mic JB Bluesound S850 ngày hôm nay bên cửa hàng nhà em đầu tháng 10 đang có chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt. Em liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio đặt được ngay với mẫu sản phẩm JB Bluesound S850 nhá. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm xem dòng mic gì mà đang ở thời gian vừa qua đang được rất nhiều anh em chú ý đến. Và xin giới thiệu cho anh em JB Bluesound S850, dòng mic không dây cao cấp, hỗ trợ cho anh em rất là nhiều tính năng đặc biệt để chúng ta có thể chơi phòng hoa gia đình một cách chuyên nghiệp nhất. Với thiết kế giao diện đẹp mắt này, mặt phủ kính này, và có đầy đủ tính năng như là tăng giảm âm lượng của kênh A và kênh B khi chúng ta sử dụng với mic này. Thêm nữa tính năng tự ngắt để phục vụ cho anh em sử dụng tiết kiệm pin lâu dài và ổn định hơn. Với giao diện đẹp mắt, với sử dụng thêm 2 dô anten phía sau nữa để anh em bắt sóng với phòng hoa gia đình một cách chuyên nghiệp, bắt sóng xa trong khoảng tầm 20 cho đến 30 mét, đảm bảo cho anh em chơi phòng hoa gia đình chúng ta sẽ thấy yên tâm hơn về độ sóng. Và hơn nữa, dòng mic JB S850 là một trong những cái dòng mic tiếng thanh và có một chế độ hát cực kỳ lịnh tiếng anh em ạ. Khi chúng ta cất lời ca với dòng mic JB S850, các bác sẽ thấy ngay cái điểm đặc biệt đó là tiếng thanh, độ đầm. Và hơn nữa, khi chúng ta các bác anh em mà sử dụng những cái thiết bị âm thanh, đặc biệt là ghép với âm ni hay ghép với vang ấy, các bác sẽ thấy ngay cái độ lịnh tiếng của dòng mic JB S850 này. Nếu như các bác anh em mà đang cần có một con mic thì các bác hãy tham khảo ngay đến dòng mic JB S850 để xem tính chất lượng âm thanh có đảm bảo cho các bác anh em chơi và phục vụ ngay với phòng hoa gia đình hay không nhá. Và ở đầu video em cũng đã nói luôn rồi, dòng sản phẩm JB S850 là dòng mic không dây cao cấp và thuộc dòng sản phẩm chính hãng của nhà phân phối JB Bluesound. Anh em có thể kiểm tra bằng cách là chúng ta quét mã QR. Còn đây là phần thiết kế bên trên và phần thiết kế bên rìa của JB S850 nhá, có phần quai sách mặt trước này. Chúng ta hoàn toàn thể để tủ đồ cách rất là đơn giản, và với mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic có chế độ màu sáng trắng cho anh em ạ. Tất cả các giải thông số đã hiển thị hết ở trên mặt màn hình này rồi. Anh em có thể là tự set lại được tần số khi đã mất này. Chúng ta sẽ dò sang những cái dòng tần số mà nó cảm giác là các bác anh em thấy tiếng nó ok nhất, nó ổn định nhất, tiếng sóng tốt. Và ở đây, phần tai mic của JB S850 đây anh em ơi. Với thiết kế của kiểu dáng công nghệ, một trong những tai mic rất là sang với thiết kế màu như này đúng không ạ? Màu xanh đá và không có hiện tượng bám vân tay ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy. Khi mà chúng ta sử dụng một trong cái dòng mic chất lượng thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là độ lặng ổn định, và cầm lên chúng ta đã thấy là nó rất là tuyệt vời rồi. Không hiểu có cảm giác gì với những cái dòng mic như thế này, nhưng mà khi các bác anh em cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay đây không phải là những cái dòng mic giá rẻ tiền. Đấy, và bác sẽ thấy ngay về cái độ lặng và cái sự tinh tế của phần thiết kế tai mic để chúng ta cầm lên chúng ta thấy có một cái điểm thoải mái của dòng mic này. Và em sẽ cùng các anh em trải nghiệm một chút về tính chất lượng âm thanh của JB S850 ngay bây giờ nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 Ok anh em thấy sao ạ? Khi mà chúng ta cất giọng mà hát lên với dòng mà JB S850 đấy, các bác thấy ngay là tiếng nó được cải thiện này, nó sẽ thay đổi cái giọng của các bác anh em trở lên nhẹ nhàng hơn, tiếng thanh. Dòng này tiếng thanh, tiếng trong nhá các bác nhá, để hỗ trợ cho anh em có những tông giọng mà chúng ta muốn chuyển giọng. Ví dụ như là nhiều bác có giọng dày, giọng khàn, chúng ta muốn thay đổi cái giọng hát của bác anh em, muốn cải thiện hơn cho giọng nó rõ nét hơn một chút này, muốn tiếng nó cao hơn, nó sáng trong hơn, nhẹ hơn và lịnh tiếng hơn, thì hãy sử dụng cho em JB S850. Các bác đã biết tại sao dòng mic này đang là một trong những dòng mic rất hot ở thời điểm hiện tại chưa ạ? Bởi vì cái tính chất lượng âm thanh nó như thế này, nó đạt được cái hiệu quả quá cao rồi. Nó không khác gì nó hỗ trợ cho anh em trong việc chúng ta thu âm cái tiếng mic cả. Đấy, nếu như các anh em đang cần tìm kiếm cho mình một con mic chất lượng, và ngày hôm nay đầu tháng 10 đang có chương trình khuyến mại giảm giá cực kỳ sốc với JB S850 nữa, bác liên hệ ngay bên Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng ngay với bộ sản phẩm JB S850, một trong những cái dòng mic không dây cao cấp chơi gia đình cực kỳ tuyệt vời, và hy vọng sẽ đem đến cho anh em không gian phòng gia đình chuyên nghiệp với chất lượng âm thanh, đặc biệt là giọng hát sẽ được cải thiện với JB S850 nhá. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương.